Việt Nam được biết đến là quốc gia sản xuất và xuất khẩu quế đứng thứ 3 trên toàn thế giới, và Yên Bái chính là nơi nổi tiếng với thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với những rừng quế thơm ngát tại những đồi quế của Yên Bái. Vào vụ 3 và vụ 8, từng lớp vỏ quế được người nông dân thu hoạch bằng sự khéo léo và tỉ mỉ. Với họ, những người dân tộc thiểu số, quế không chỉ đã giúp họ nuôi sống gia đình, con em họ có thể đến trường, mà còn là cơ hội giúp họ đổi đời. Quế sau khi được thu hoạch và sàng lọc sẽ đến với xưởng sản xuất của công ty cổ phần Vietsource. Tại xưởng của chúng tôi, nguyên liệu một lần nữa được sơ chế và đóng gói từ bàn tay tài năng và tỉ mỉ của người dân địa phương. Sản phẩm của công ty chúng tôi có quế trẻ, quế sáo, quế vụn vân vân. Hoa hồi cũng là một sản phẩm thế mạnh của chúng tôi. Hồi mùa thu và hồi mùa xuân, còn gọi là hồi tứ quý, đều đang rất sẵn hàng với mức giá vô cùng hợp lý. Các nhà nhập khẩu, các đối tác bán buôn nếu có nhu cầu xin liên hệ với WhatsApp 0977 923 099. Hãy cho chúng tôi cơ hội hợp tác, chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng về chất lượng sản phẩm và cả dịch vụ chăm sóc khách hàng.